Giữa ồn ào rủ rê vợ cũ về sống chung, Cường Đô La bất ngờ đáp trả khôn ngoan. Cách đây 2 ngày, nữ hoàng giải trí khiến dư luận một phen xôn xao khi chia sẻ Cường Đô La rủ tôi về sống chung cho Subel có em gái. Hơn 2 năm sau ly hôn, khác với nhiều cặp vợ chồng bình thường, Cường Đô La và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau. Trong một số hoạt động của nữ ca sĩ, vẫn thấy bóng dáng Cường Đô La xuất hiện. Không chỉ khẳng định mối quan hệ với vợ cũ là bạn, Cường Đô La còn gọi cô là cô bạn tri kỷ. Vì danh nhân Phố Núi tâm sự rằng cả hai từng hiểu nhau rồi ghét nhau, nhưng cuối cùng vẫn là bạn. Cường Đô La từng viết lời tình cảm dành cho mẹ của con trai. Tớ có cô bạn tri kỷ rất rõ ràng, thẳng tính, dễ gần và hòa đồng với mọi người, nhưng lại không dễ dãi với mọi việc. Thế nên hiểu thì vui, không hiểu thì ghét. Hai đứa tớ đã từng hiểu xong, ghét nhau rồi lại hiểu. Đơn giản vì tớ nghĩ có những việc phải hợp tác và đoàn kết với nhau mới có thể làm tốt được. Nên cái khó nhất là bước qua được sự ích kỷ nhỏ nhen của chính bản thân mình, để vì cái chung thì đó mới là điều đáng quý. Ngoài ra, trên trang cá nhân, Cường Đô La còn thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh lái xe, đưa vợ cũ và bé Subel đi chơi tối. Cả ba còn chụp ảnh chung và đều tỏ ra rất vui vẻ. Theo Cường Đô La với con trai, cả ba là một gia đình, còn với anh và vợ cũ, cả hai là bạn. Dù Subel có ở với mẹ, nhưng mọi hoạt động của cậu bé, Cường Đô La đều ở bên con trai. Thậm chí có thời gian vợ cũ quá bận rộn với công việc, doanh nhân Phố Núi đã rước con về ở cùng. Thời gian gần đây, sau những đổ vỡ trong cuộc sống mới, cả hai vẫn dành cho nhau những lời có cánh và coi nhau là những người bạn thân thiết. Mới đây, ngày 12 tháng 8, nữ ca sĩ gốc Quảng Bình đã tiết lộ Cường Đô La rủ tôi về sống chung cho Subel có em gái. Dù đó là những lời nói đùa giữa hai người, nhưng vẫn khiến dư luận tranh cãi vì kiểu ẩm ờ khó hiểu của cả hai. Bất ngờ sau đó, Cường Đô La có đáp trả vô cùng khéo léo. Anh đăng ảnh bản thân và Subel đi chơi biển, đại gia Phố Núi ngầm khẳng định con là tất cả tình yêu của bố. Có lẽ đối với Cường Đô La, ai nói gì không quan trọng, quan trọng duy nhất chính là cậu bé Subel. Những phát ngôn sốc sau chia tay chỉ có thể là của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La. Sau khi chia tay, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La vẫn rất thân thiết. Cả hai đã có những phát ngôn gây sốc về mối quan hệ của họ ở thời điểm hiện tại. Chuyện tình của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La khi yêu nhau đã gây bão dư luận và đến lúc chia tay vẫn được mọi người quan tâm. Khác với nhiều cặp đôi sau việc chia tay là chấm dứt mối quan hệ, thậm chí không muốn nhìn mặt nhau, nhưng Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La lại khác. Đặc biệt những phát ngôn về nhau của cặp đôi này vẫn gây tranh cãi đối với dư luận. Tôi và anh Cường đến với nhau bằng một tình yêu đôi lứa, hoàn toàn không hề đến vì vật chất hay vì danh tiếng. Và điều quan trọng là chúng tôi không thông tin cho ai là mình đến với nhau, thì tại sao nếu kết thúc tình cảm thì chúng tôi lại phải thông tin đến mọi người? Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La, chúng tôi không cần phải thông báo chuyện chia tay đến mọi người. Cậu ấy vẫn đi xe của tôi, nếu khi cần chở con hoặc có việc gấp, tôi cũng có thể ngồi lên xe cậu ấy. Khi có việc khẩn hãy coi mọi thứ hết sức bình thường, Hồ Ngọc Hà chia sẻ sau khi mượn xe của Cường Đô La đi dự sự kiện. Chúng ta là một gia đình, dù có điều gì xảy ra chăng nữa. Ta là dì của nhau, là một gia đình nhỏ gồm 3 người, con cần sự yêu thương chăm sóc từ cả ba lẫn mẹ. Mình là dì của nhau, bạn thân, là tình nhân của nhau chắc em không cần, người mà anh đắm say từ nay để em tìm cho. Chúng tôi có thể đi du lịch cùng con, chúng tôi có thể ngủ chung giường vì con. Cường vẫn luôn là người chín chắn trong cuộc sống và rất ngọt ngào với tôi. Sau chia tay, Cường Đô La vẫn rất ngọt ngào với Hồ Ngọc Hà. Tôi và Cường sẽ mãi là tri kỷ, sẽ mãi chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Đôi khi Cường nói, hay thôi bà về ở lại với tôi đi, rồi hai đứa cho Subel có em gái. Cường Đô La muốn Hồ Ngọc Hà về sống chung và để em gái cho Subel. Cuộc tái xuất đáng kinh ngạc của những sao Việt tưởng chừng đã giả từ showbiz. Màn tái xuất ấn tượng của Đức Phúc đã làm nhiều người liên tưởng đến những trường hợp tương tự trong làng giải trí Việt. Mất hút một thời gian dài và trở lại với sự bùng nổ chính là điều dễ thấy ở Võ Hoàng Yến, Bảo Thy, Hà Anh Tuấn hay Quang Vinh. Tuy mỗi người mỗi cách chào xưng khác nhau, nhưng ở họ đều có điểm chung là may mắn nhận được sự ủng hộ của khán giả. Từ quán quân đồ vôi bị chơi tơi tả đến Mỹ Nam vạn người mê, không giống như nhiều nghệ sĩ đánh dấu sự trở lại bằng một buổi họp báo trước báo chí. Hay họp fan, Đức Phúc bất ngờ tái xuất bằng một clip trên mạng xã hội trong hình ảnh hoàn toàn mới. Sự thay đổi của quán quân đồ vôi 2015 đã khiến nhiều người hoang mang.
Trước những nghi ngờ và đồn đoán, cuối cùng học trò của nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã chính thức lộ diện, dù các đường nét trên gương mặt chưa ổn định. Chuyện Đức Phúc thẩm mỹ đã trở thành đề tài bàn tán trong nhà ngoài ngõ suốt nhiều ngày. Nhiều nghệ sĩ dành lời có cánh cho sự trở lại của chàng trai nhút nhát bước ra từ Giọng Hát Việt 2015. Ngay cả chính huấn luyện viên Mỹ Tâm cũng phải ngỡ ngàng với sự thay đổi không tin nổi của học trò. Tuyên bố từ giã sàn diễn và sự trở lại thăng hoa của bậc thầy các quốc Việt. Cuối năm 2015, siêu mẫu Võ Hoàng Yến bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Trước đó, người đẹp sinh năm 1988, được mệnh danh là một trong những chân dài đẳng cấp nhất Việt Nam với những màn catwalk điêu luyện. Sau khoảng thời gian ẩn tu, siêu mẫu họ Võ bất ngờ trở lại với vai trò cố vấn, giám khảo chuyên môn của cuộc thi tìm kiếm người mẫu Việt Nam, Vietnam Next Top Model 2017. Cũng có những nghi ngờ bất an về năng lực của Võ Hoàng Yến so với các giám khảo trước, như siêu mẫu Thanh Hằng hay Xuân Lan. Tuy nhiên, suốt chặng đường cuộc đi qua, chân dài này đã khiến khán giả nể phục. Ngoài sở trường các quốc, Võ Hoàng Yến còn có những màn thị phạm xuất sắc. Thần tượng tuổi teen một thời quyết chinh phục cuộc thi để tìm lại chính mình. Những ai theo dõi hành trình âm nhạc của công chúa tuổi teen, ắt hẳn vẫn còn cảm giác bẽ bàng khi chứng kiến 3 năm vắng bóng của Bảo Thi trong làng giải trí. Các fan của nữ ca sĩ dường như tuyệt vọng khi liên tiếp nhận được nhiều thông tin về việc thần tượng từ giã sân khấu, dự định chuyển ra nước ngoài sinh sống cũng đã được Bảo Thi lên kế hoạch cụ thể. Cho đến cuối năm 2015, khi I'm Sorry Baby nhận được nhiều phản hồi tích cực, Bảo Thi quyết tâm lấy lại hình ảnh. Trong năm 2016, cô đều đặn cho ra sản phẩm với sự đầu tư hoành tráng. Công chúa bong bóng ngày nào nay đã bước sang một trang mới với sự quyết liệt, quyến rũ và tràn đầy tươi mới. Cú hích lớn trong sự trở lại lần này của Bảo Thi chính là chinh phục danh hiệu cao nhất The Remix 2017. Sau nhiều biến cố, công chúa ngày nào trở lại mạnh mẽ gấp ngàn lần hơn. Sự trở lại ngẫu nhiên nhưng đầy quyết liệt của Hà Anh Tuấn. Đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát, Hà Anh Tuấn tung ra bản hit làm điên đảo những người đam mê nhạc Việt. Không chỉ là giai điệu đẹp, ca từ hấp dẫn, giọng hát quyến rũ, mà Tháng Tư là lời nói dối của em còn gây chú ý khi có sự góp mặt của siêu mẫu Thanh Hằng. Live show kỷ niệm 10 năm ca hát của Hà Anh Tuấn đã thu hút đông đảo khán giả đến mức bản thân anh còn không thể tin nổi sức hút của mình vẫn lớn đến thế. Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ tài năng còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ dự án Sing Sing Sa. Những bài hát ghi dấu ấn một thời của ca sĩ tài hoa như Đức Trí, Bảo Chứng được Hà Anh Tuấn thể hiện vô cùng mộc mạc, suy tư và đậm chất riêng. Mới đây nhất, ngay sau khi công bố live show chính thức vào tháng 9 tại Hà Nội, Hà Anh Tuấn rất bất ngờ khi chỉ sau 2 tiếng mở màn, tất cả đã bán được hết vé, điều mà bất kỳ ca sĩ nào khi làm show cũng ao ước. Hoàng tử Sơn Ca đỉnh đạt với những sản phẩm gây tò mò ngày tái xuất. Sau thời gian dài yên ắng và dường như mất hút khỏi showbiz, Hoàng tử Sơn Ca bất ngờ trở lại với điều buồn tên khiến người hâm mộ nức lòng. Vẫn một quang vinh nhẹ nhàng tình cảm chiếm trọn trái tim khán giả bằng sự ngọt ngào và sâu lắng, nhưng hoàng tử ngày ấy đã sâu sắc hơn rất nhiều. Được biết, trong suốt thời gian rời bỏ nghệ thuật, Quang Vinh trải qua nhiều biến cố gia đình, là một trong những thiếu gia có tiếng Sài Gòn, nhưng những điều bên trong Quang Vinh vẫn là câu chuyện riêng không thể nói hết. Cùng với đó là nhiều khó khăn trong nghề nghiệp buộc nam ca sĩ phải từ bỏ con đường âm nhạc. Lúc nào cũng khoe hạnh phúc, đây mới là cuộc sống thật sự của Harry và Trấn Thành. Trước lúc cưới thì quấn quýt ngọt ngào, hóa ra sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng Harry Won là thế này. Lúc mới bị lộ chuyện yêu đương, Harry Won và Trấn Thành giống như một thanh nam châm, thu hút được sự chú ý của cả truyền thông, dư luận và dân mạng. Sau khi tổ chức đám cưới, tính đến nay đã 8 tháng, cuộc sống của cả hai dần bình lặng hơn, vẫn chưa có con và tập trung cao độ vào công việc. Hẳn nhiều người sẽ rất tò mò cuộc sống vợ chồng của Harry Won và Trấn Thành như thế nào. Bởi từ ngày cưới nhau, cả hai rất ít khi lộ những hình ảnh ôm ấp, hôn hít, lúc đi ăn đêm như thời còn mới yêu. Và mới đây, một đoạn tin nhắn riêng tư của Harry Won và Trấn Thành đã giải mã được sự tò mò ấy của độc giả. Theo như đoạn tin nhắn mà nữ ca sĩ Hàn Quốc chia sẻ, cô nhõng nhẽo đòi đi ăn với chồng, Trấn Thành cũng nhắn tin thành khẩn, đáp ứng yêu cầu của bà xã ngay lập tức. Giọng điệu của cả hai rất vui vẻ, hạnh phúc, nhiều người cảm thấy ghen ra mặt với Harry Won. Hôm nay em muốn đi ăn ngon với chồng được không nè? Hôm nay ngày cuối nên có thể xong sớm đấy, đi ăn ngon nha. Tiền thì vợ không có nên chồng phải lo. Chồng dẫn em đi ăn Brazil nha. Chịu không? Để tôi suy nghĩ, ok, chịu.
Nội dung tin nhắn mà Harry Won đòi chồng đưa đi ăn và bắt trả tiền, nam MC cũng rất vui vẻ chiều chuộng bà xã, dù đã bị tịch thu hết lương. Nhiều người cũng phải bó tay trước Harry Won. Và tất nhiên cũng có cả những ý kiến ganh tị. Trước đây lúc còn yêu Mai Hồ, cô nàng này cũng hay khoe tin nhắn của Trấn Thành. Đọc loạt tin nhắn có thể thấy nam MC là người rất quan tâm, chu đáo và thường xuyên dành những lời ngọt ngào cho bạn gái. Lúc còn yêu Mai Hồ, Trấn Thành cũng rất tâm lý. Lần nào nói chuyện cũng rất tình cảm. Còn trước đây, Harry Won cũng có 9 năm gắn bó với Tiến Đạt. Cô cũng từng khoe loạt tin nhắn riêng tư với chàng rapper này. Những tin nhắn của cô với Tiến Đạt đã thể hiện rõ sự bản chất nữ tính, nhõng nhẽo, rất biết nghe lời. Ngoài ra còn thấy Harry Won rất nhẹ nhàng và lễ phép. Xem ra theo thời gian thì cách thể hiện tình cảm của Trấn Thành và Harry Won với người bạn đời vẫn vậy. Một bên quan tâm, chiều chuộng, còn một bên vẫn nhẹ nhàng và ngoan ngoãn. Harry Won thể hiện rõ sự nhí nhảnh đáng yêu từ thời còn yêu Tiến Đạt. Cô nàng còn rất lễ phép, xài bao nhiêu tiền cũng hỏi ý kiến của Tiến Đạt, cách nói chuyện vô cùng dễ thương. Những câu nói ngắn gọn nhưng vẫn chất chứa sự quan tâm. Xem ra sự dịu dàng của Harry vẫn tồn tại đến tận bây giờ.